Hello, xin chào các bạn. Mình là Trần Vũ Pencil và như đã hứa thì hôm nay sẽ là Sally. Các tên nhân vật trong Spotify. Nhân vật mở màn là một nhân vật rất là hot bởi vì mình thấy đa số các bạn Spotify yêu cầu các nhân vật này. Các bạn thử đoán xem đây là nhân vật nào nhé. Gợi ý số 1, đây là một trong 5 nhân vật mọi game thủ đều muốn mua nếu muốn lên top 1. Gợi ý số 2, tên nhân vật này có 4 ô chữ. Gợi ý số 3, tên nhân vật này có 1 chữ O. Ok, các bạn hãy dừng lại ở đây và vào comment đáp án nha. Sau rồi quay ra xem hết video biết mình trả lời đúng hay là sai. Nếu các bạn thích series này thì hãy ủng hộ bằng cách tương tác thật mạnh với video của mình nhé, để mình có động lực làm hết series những nhân vật trong game Free Fire. Đáp án của chúng ta đã lộ diện ra rồi, các bạn trả lời đúng hay là sai và các bạn mất mấy gợi ý, hãy cho mình biết nha. Và đừng quên follow nhé. Các bạn có 3 gợi ý. Gợi ý số 1, đây là nhân vật nam 20 tuổi, sinh ngày 21 tháng 3. Gợi ý số 2, kỹ năng của nhân vật này là một trong những kỹ năng mạnh nhất trong game Free Fire. Gợi ý số 3, nhân vật này sống trong gia đình có truyền thống samurai lâu đời và anh là con trai duy nhất trong gia đình. Ok, các bạn hãy tạm dừng và bình luận đáp án nha. Sau đó ra xem quá trình mình khác để xem mình có đoán đúng hay không nha. Đừng quên thả tim và follow mình nha. Và các bạn muốn mình khác nhân vật nào tiếp, hãy cho mình biết trong phần bình luận nha. Nhân vật nào trong Free Fire? Các bạn có 3 gợi ý. Gợi ý số 1, đây là một trong những nhân vật đời đầu của Free Fire. Gợi ý số 2, nhân vật này gần như được coi là biểu tượng của Free Fire, do vậy mình sẽ ưu tiên khác ngoài. Gợi ý cuối cùng, đây là nữ vận động viên điền kinh. Ok, tạm dừng comment và quay lại xem mình khác nha. Chào mừng các bạn đã quay lại với sản phẩm khác ngoài của mình. Ngoài ra thì các bạn muốn mình làm về nhân vật nào trong Free Fire và những thể loại khác nào thì hãy comment vào bên dưới nha. Khác bút cũng như khác ngoài không hề khó một chút nào. Các bạn chỉ cần chịu khó quan sát và làm như clip là được. Đấy là người ta nói thế. Còn với mình sẽ khuyên các bạn chuẩn bị thật nhiều băng gâu trước khi làm. Và chúng ta đã có kết quả ở đây. Nhớ để lại một tim và một follow nha. Cùng mình khắc vịt tướng Free Fire này nhé. Các bạn có một gợi ý nhưng sẽ có tận 2 đáp án. Bởi vì đây là 2 nhân vật khởi đầu cho vũ trụ Free Fire. Ơ kìa, bạn nào vẫn đang ngồi chờ gợi ý đấy. Hết rồi, vào bình luận đi. Cho dù game có phát triển với bao nhiêu nhân vật mới hot đi nữa thì không ai quên được hai nhân vật này, đó chính là Adam và Eva. Các bạn muốn mình làm thêm về nhân vật nào, hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Trần Vũ Pencil, yêu bút chì, truyền nửa đam mê.